Phương hay lựa chọn cho mình một cái cách là thả lỏng, tức là chấp nhận một ngày hai ngày mình không có còn cảm giác là mình đau nữa. Phương hay chọn công việc và hay chọn cho mình những cái khóa học ngắn hạn, khi mà mình hoạt động về thể dục nè, hay là mình làm việc nè, những cái khoảng khách như vậy nó sẽ giúp cho mình qua nhanh cái nỗi đau này. Mình sẽ cùng với gia đình đi một cái chuyến du lịch ở đâu đó, mình quan tâm gia đình, mình sẽ chia sẻ với bạn bè mình nhiều hơn là mình chỉ biết có một mình thôi. Đôi khi chúng ta cũng phải cảm ơn những biến cố, bởi vì qua đó bạn sẽ thấy là bạn mạnh mẽ như thế nào. Hãy tin tưởng vào sức mạnh nội tại bên trong chính con người của chúng ta, nhất là khi chúng ta là phụ nữ. Mình sống như thế nào là hoàn toàn do chúng ta tự quyết. Đặc biệt đến một thời điểm nào đó, chúng ta phải chấp nhận, thừa nhận những sai lầm, những vấp ngã, những buồn đau. Nó như là một bài học, là những cái động lực để chúng ta bước qua một cái trang sách mới và ta thành một con người khác tốt hơn, đẹp hơn, hoàn hảo hơn.